Quý vị, ngày 21 tháng 9 tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tập đoàn Lê Phong đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển dự án chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp do tập đoàn làm chủ đầu tư. Theo đó, tập đoàn Lê Phong đã ký kết hợp tác với các đối tác như tổng thầu xây dựng là công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng CPM, tư vấn giám sát là công ty quản lý DSB Cons Việt Nam, quản lý vận hành là công ty Andabuki NL Housing Service Việt Nam, kinh doanh tiếp thị là công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi. Dự án chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An có quy mô hơn 10.000 m2, gồm một block 30 tầng có tổng diện tích sàn nhà ở gần 61.000 m2 với gần 1.000 căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ, có tiện ích đa dạng phục vụ tốt nhất đời sống của người lao động thu nhập thấp. Chung cư sẽ kiến tạo nên những không gian sống ưu việt cho người lao động có thu nhập thấp nhưng vẫn tận hưởng được đầy đủ các tiện ích phục vụ cuộc sống tiện nghi, hiện đại và giải trí như trường học, công viên, khu thể thao giải trí, cộng đồng, hồ bơi, khu trung tâm mua sắm, vườn cảnh quan. Ngoài ra, vị trí xây dựng công trình nằm ở trung tâm thành phố Dĩ An, giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, nên có lượng người lao động rất lớn, thuận tiện di chuyển đến các trung tâm thành phố Thủ Đức, thành phố Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2023. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An cho biết, thành phố có diện tích tự nhiên 6.010 ha, dân số hơn 500.000 người, trong đó tạm trú có hơn 300.000 người. Thành phố có 6 khu và 1 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 829 ha, thu hút 245.000 lao động. Chính vì vậy, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội tại thành phố là rất lớn, nhưng hiện khả năng đáp ứng còn hạn chế. Với dự án chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp là kết quả bước đầu của việc thành phố huy động nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, để người dân có thu nhập thấp có thể tiếp cận với nhà ở trên địa bàn thành phố. Qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực phát triển đô thị Dĩ An bền vững.